Hey, xin các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là siêu nhân Go Booster đỏ đây các bạn, mà là lưỡi cưa nha, chứ không phải là Booster đỏ bình thường nha. Và ngày hôm nay á, thì trời mưa rất là lớn, cho nên đó là mình không có đồ chơi được hết đó các bạn à. Với lại với những lưỡi cưa trên đầu này thì đi đâu được hả các bạn, đúng không? Đó, cho nên thì ngày hôm nay mình sẽ đi qua tìm Chainsaw Man các bạn ha. Coi thử ngày hôm nay á, ảnh đang làm gì bên đó. Đấy. Rồi, ok. Thì mình đã chuẩn bị một con rim chiến các bạn ha. Con rim này thì nó cũng cà giật cà chọt lắm các bạn ạ. Lúc thì nó sáng như thế này nè, chớp chớp rất là đẹp. Còn lúc thì nó tối thui à. Mình cũng không biết là cái hàng độ này nó độ làm sao nữa. Đó là các bạn thấy không? Lúc mình lên xe, tự nhiên tắt hết mấy cái đèn chớp chớp, đèn led tôi luôn. Chắc là cảm ứng quá. Rồi, ok, ngày hôm nay mình sẽ đi qua đây ha. Thì trong lúc mình đang đi chơi á, thì trời mưa quá trời lớn luôn. Cái mình núp trong đây để mình trú mưa này các bạn. Ok, trời ơi, lâu lắm rồi á, mới thấy trời mưa lớn vậy luôn đó. Quay, chạy con rim này buổi tối nó cũng hả, thú vị quá các bạn ơi. Nó có một vài chỗ sáng nè, đồng hồ sáng nè, đó. Trời ơi, đồng hồ rim y như thiệt luôn á các bạn. Coi nè các bạn, coi những cái đồng hồ nè. Là mình liên tưởng lại chiếc rim hồi đó của ba mình quá. Đây, đèn hậu sau thì sáng rất là đẹp ha. Với lại mấy cục máy thì nó cũng có vài chỗ nó led sáng nữa. Nói chung con rim tuyệt vời các bạn ạ. Trời ơi, trời mưa mà nước đường nó muốn ngập luôn á. Các bạn thấy nước có đọng trên đường không? Lạnh quá các bạn ơi. Quá lạnh luôn á, thiệt á. Người mình ướt nhem. Không còn chỗ nào khô luôn á. Uầy, chỉ có hả đi trong xe hơi trời này là sướng nhất, hề luôn á. Ngồi trong xe hơi trời nắng hay là trời mưa gì á thì các bạn cũng không có quan tâm đâu. Mưa càng đã nữa, mình nói thiệt, ngồi trong xe hơi mà mưa nó ngôn tình lắm các bạn ơi. Nhìn thấy ai đi xe máy cũng hả mặc áo mưa này, cũng bị ướt nè, còn ngồi trong xe hơi á thì trời ơi khô rang, nhìn đã lắm kìa các bạn ạ. Trời mưa cho nên là ở ngoài đường á thì không có ai hết các bạn ha, toàn là xe không mà. Giờ này thì người ta vô nhà đóng cửa đi ngủ hết rồi. Chứ ngồi đi ra ngoài đường chi cho bị ướt đúng không các bạn. Ngoài trời mưa thì trong lịch năm thì nó cũng có cái đẹp của trời mưa ha. Trời nắng thì nó cũng có đẹp của trời nắng. Đây các bạn ơi, con xe chạy quá nhanh luôn các bạn, chạy xíu tới rồi. Đây, ê thằng Chen Semen em nè. Ê Chen Semen em, làm gì trời mưa không đi trong nhà đi, đúng rồi, làm gì á? Mà hình như hôm nay anh thấy em á với một vẻ mặt rất là ngao ngán luôn đó. Ôi, anh có booster đỏ rồi trưởng hả? Ai, trời ơi, từ sáng tới giờ á, em không hiểu anh Chainsaw sao luôn đó, anh Go Booster. Anh không nói, không gần gì với em hết trơn hết á. Ủa sao kỳ vậy? Thường thường á, anh Chainsaw Man nó năng động lắm mà. Phải chi qua anh đó thì được rồi đúng không? Nhưng mà anh Chainsaw Man của em á đang ở đâu vậy? Tự nhiên sao hôm nay lại không nói không rằng là sao? Em cũng không biết nữa, anh Go Booster đỏ ơi, anh ngồi trên kia kìa. Đây nè, tự nhiên á, từ sáng giờ ngồi mình trên đó đó, em hỏi thì không có trả lời một tiếng nào hết, không ăn không uống gì luôn anh à. Vậy hả? Vậy em đi chung với anh, lên hỏi thử, không biết ngày hôm nay nó buồn cái gì. Đi, thằng này hôm nay ngộ ta à? Tự nhiên ngồi nó tự kỷ mình vậy, giữa trời mưa đó chứ.
À, chắc là đang có hả chuyện gì đây? Để mình lên mình hỏi thử ha. Đi trên xem anh em ơi. Cúc cô. Nè, anh xem anh. Làm gì ngày hôm nay á? Mày ngồi đây giữa trời mưa vậy hả? Trời ơi lạnh lắm luôn đó. Ướt hết trơn người rồi. Đi nhà đi ba. Vô nhà làm chi khi không có ai kề bên? Ai, cô Buster đỏ đôi trưởng hả? Nè, nói cho bạn nghe một điều nè. Mấy ngày hôm nay á, khi mà bạn hồi sinh tôi rồi á, tự nhiên á, khi tôi sống lại, tôi cảm thấy cuộc đời này quá cô đơn, không có ai nằm chung, ngủ chung và tâm sự nữa. Ai, toàn là đàn ông với nhau không à. Cho nên ngày hôm nay á, tôi đã quyết định một điều, không biết là có đúng đắn hay là không. Tôi muốn đi tìm bạn gái. Trời ơi là trời, có phải anh không vậy hả Chainsawman? Đi tìm bạn gái hả? Anh đã biết yêu rồi hay sao? Trời ơi, tưởng gì ông nội ơi, làm từ sáng giờ không biết bị gì luôn á. Đúng rồi đó. À, cuộc đời này vô thường lắm. Bây giờ á, nếu mà không có bạn gái, không có vợ, nếu như lỡ sau này á mà tôi chết đi rồi á, thì chẳng phải là phí hết nguyên cuộc đời thanh xuân hay sao? À, từ lúc mà bị anh đánh chết rồi á, tôi đã suy nghĩ như vậy. Sống cũng một mình, mà khi chết cũng một mình, thì thôi, nó sống làm cái gì? Nhưng mà bây giờ á, anh muốn kiếm bạn gái, kiếm ở đâu bây giờ? Bây giờ anh là gentleman mà, ai dám yêu anh? Bởi vậy tôi á mới ngồi đây từ hồi sáng tới bây giờ nè, chứ tôi đâu có khùng hay tự kỷ gì đâu. Trời ơi, sao nó nói sớm mà gentleman? Tưởng gì chứ, gái hả? Bạn em có nhiều lắm. Anh không nói, em giới thiệu cho anh nè. Cái gì? Em cũng có bạn gái đó hả? Đâu đâu đâu, coi thử thấy ai được á, giới thiệu cho anh đi. Chuyện nhỏ anh gentleman, rồi anh nói cho em biết từ sáng giờ á là anh đỡ phải ngồi ở đây rồi, thiệt tình luôn á. Thôi đi theo em giới thiệu cho. Vậy hả? Vậy quá tốt rồi. Rồi ok. Tạnh mưa cái. Trời. Trời như thần luôn nha ba. Kêu hết mưa cái hết mưa thiệt luôn kìa. What the hell? Trời ơi. Tôi mà. Con booster đỏ rồi trưởng. Tôi đang buồn. Thì trời nó cũng phải đổ mưa thôi. Thôi bây giờ nó nhiều quá à. Dẫn tôi đi qua gặp bạn gái đi. Rồi rồi rồi, ok đi nè. Xuống đây. Trời ơi, không ngờ á, có một ngày Gentleman lại muốn tìm bạn gái tới như vậy. Ê. Thế thôi. Nhưng mà xe này có hai chỗ à, làm sao đi được ba người chứ hả? À thôi. Nè, Gentleman em cố gắng á ngồi ở trên cái hàng trước nha, hoặc là tống ba vậy. Chứ bây giờ hết cách rồi. Thôi tống ba ha. Đây. Trời ơi tống ba thiệt luôn rồi các bạn ơi. Nhưng mà chỉ có điều á là cái yên sau của mình á nó hơi nhỏ, cho nên á là Chainsaw nó ngồi muốn đụng đất luôn kìa các bạn. Cái thằng Chainsaw em này á coi vậy á, chứ cái đầu nó bự quá. Nó ngồi muốn hết chỗ của hả Chainsaw anh luôn rồi. Thôi, bây giờ mình đi thôi các bạn ha. Trời ơi trời. Tống ba chữ này chắc hồi về quanh niền luôn á các bạn ạ. À. Thôi kệ đi các bạn ơi. Miễn sao á kiếm được bạn gái cho Gentleman được rồi. À Gentleman em. Con nhỏ á, nãy em nói nằm ở đâu vậy? À, con nhỏ nãy của em nói á, nằm ở sân golf nha anh Ngô Tơ. Anh chạy bển đi. Em có quen bé kia đẹp lắm. Ok. Rồi xin gọi tới đây nha. Trời ơi, đã tống ba rồi mà còn đi cho xa nữa. Kiểu này là hồi anh Chainsman là hả, cách hết quận luôn quá. Ngồi được có chút xíu rồi các bạn ơi. Ok các bạn ha.
Bây giờ á, có làm thì mới có ăn chứ không các bạn. Không làm rồi ăn á, thì chỉ có ăn khoai lang, ăn bắp thôi. Ồ, còn vậy chứ nhìn cũng ok lắm nha các bạn nha. Để mình bắt đầu thử nha. Ý, ấy giờ không được, không được, không được, bạn bạn ơi. Trúng, trúng đích anh Chainsman. Anh la chết. Để bạn coi lại nè. Trúng nè. Ó, úi dồi ôi. Hồi Chainsman chửi chết các bạn ạ. Ok, đi vậy được rồi ha. Mình ngồi là mình nép vô dữ lắm rồi đó. Mới có chỗ cho cái ông nội Chainsman ngồi đằng sau đó. Kiểu chạy bô cua mới giữ nè. Ồ. Không tốn ba là đời không để các bạn ha. Trời ơi. Quẹo nè. Ế. Má giữ luôn. Trời ơi. Nó quen gái rồi tới sân gôn luôn các bạn ơi. Cái thằng Chainsman em này á, không phải đơn giản rồi. Chắc là nhà cũng giàu, có điều kiện lắm ha. Được, thằng em vậy là quá ok rồi. Tiệm đâu nữa thằng em giống vậy đúng không các bạn. Nè các bạn coi bô cua anh Chainsman phải sợ rồi các bạn. Oh. Tuy không phải là mô tô nhưng mà bo nó cũng là có cháy bồ chắc chóng lắm đó nha các bạn nha. Ê anh xe hơi, trời ơi. Thém nữa là anh hả, chết cho em rồi đó. Để em chở tới hai Chainsman lận đó nha. Rồi ok các bạn, tới sân gôn rồi. Đây, sân gôn đây. Xuống xe thôi. Rồi đâu em Chainsman? Em muốn giới thiệu cho anh. Ai vậy? Ở trong sân golf này đông vậy, biết ai đâu mà tìm. Trời ơi em biết chứ anh hai. Anh hai với anh Go cứ đi theo em nè. Trời ơi con bé này là cực kỳ dễ thương luôn á nha. Đúng ý Go của anh hai luôn đó. Đây nè anh hai. Đó. Nhìn là thấy đẹp mà đúng không? Cái này anh hai mà hả, không cho tiền em đi ăn bánh rồi thôi luôn á. Đi theo em nè. Đó. Tướng mignon đàng hoàng luôn nha. Tóc là nhuộm bây giờ cái màu đen hot trend luôn đó. Màu sấm khói luôn nè. Anh hai. Sao thấy được không anh hai? Được đó, đẹp đó, đẹp á. Đâu. Em kêu quay lại cho anh coi mặt thử coi. Chị. À, em là Chainsman em nè chị ơi. Anh hai em muốn coi mặt chị á. Để hôm nay em dẫn anh hai em qua đây nè. Anh hai em kết chị lắm luôn á. À thì ra là Chainsman em hả. Nè chị nè, anh hai em đâu? Trời ơi, tao mắc ói quá Chainsman em ơi. Mày nghĩ sao vậy? Cái này á, anh mày gọi là má luôn á. Cái gái gì nữa. Trời ơi mày hết chuyện, mày giới thiệu cái già cho anh hả? Cái thằng kia. Trời ơi Chainsman em ơi, có phải em không vậy? Gái này là gái mẹ rồi. Em nghĩ sao vậy? Ủa em tưởng anh gu anh là cỡ này chứ, hồi nãy anh kêu đây là gu anh rất thích mà. Mày có gì khùng không? Tao mới có hai mấy tuổi à. Mày đi giới thiệu á một người phụ nữ bốn mấy năm tuổi cho tao. Trời ơi là trời, thằng em ơi, thằng em trời đánh như mày á. Ê, đừng có khinh thường phụ nữ lớn tuổi nha. Tuy phụ nữ lớn tuổi nhưng mà chị rất là còn xì tin nè. Ồ, chị đang nhảy điệu lâm ba la cà rốt Ajinomoto rồi thấy không? Trời ơi, cỡ này mà cái bằng chị đó hả? Dạ, con lại bà. Con xin phép con đi về. Đi ra mày. Dạ, trời ơi, em tưởng anh thích. Ê nè, nghe xem anh em. Trên đầu mày có cây cưa rồi đó. Mày muốn ăn thêm cây cưa nữa không hả? Thì chị này không được thì thôi. Em giới thiệu cho anh chị khác. Em bảo đảm với anh á,
Ngày này á, cái chị này anh nhìn vô mà nó kết nó thôi luôn á, bảo đảm đẹp. Ê, chắc chưa mày, đừng có dễ giống gì nữa nha, giống này nữa là không chắc chuyện gì sẽ ra đến mày đâu đó. Trên xem anh em à, trời ơi, nói thiệt chứ anh nãy giờ em giỡn anh thôi, chứ em biết thật sự anh không thích chị này mà. Thôi chuyện cù bỏ qua, bảo đảm với anh kỳ này anh gặp anh không khen nữa thôi. Đi anh, kỳ này á để em chở cho, hay anh ngồi đằng sau đi. Lên xe. Trời ơi, mày đỡ bố tao ngồi đằng sau thiệt luôn hả? Trên xe bên em kia. Rồi ok rồi đó. Trời ơi, anh ngồi á còn cao hơn nãy anh hai em ngồi nữa. Đi thôi, để em dẫn đường cho mấy anh đi nè. Ồ, trời ơi, ngồi vậy có phải đẹp hơn không? Rồi ok, ngày này á em sẽ dẫn mấy anh qua chỗ này, bảo đảm cướp model đàng hoàng luôn. Chuyện này đi qua sân bay nha mấy anh trai, tại vì á nhỏ bạn này của em á nó làm ở bển, nhưng mà gái này là chuẩn 100% nha, chứ không phải là bà tào lao mới lao đâu. Ê, kia như có nhóm tội phạm các bạn ơi, nhưng mà ngày hôm nay là ngày của anh trai mình cho nên á là mình không có đụng chạm gì như nó các bạn à. Chở anh trai mình đi thôi. Ok anh trai luôn kìa em. Móc đầu cho móc đầu cho anh hả? Go Booster hiểu cảm giác hồi nãy anh móc đầu thằng anh của em như thế nào. Đó, ó, chết anh rồi anh Go Booster ơi. Trời ơi, té cái là em không biết sao luôn á. Mấy anh ngồi kỹ nha, em chạy xe là cứng lắm luôn á. Nè, móc đầu nữa rồi các bạn. Kỳ này móc đầu là khỏi chê luôn á. Ê, ai, 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 chết, chết tôi, chết tôi, chết tôi. Trời ơi, hên quá các bạn ơi. Thôi mình vẫn cần show được. Hey hey hey, các bạn có thấy tài năng lái xe của Chen Semen em chưa các bạn? Ấy ấy, trời trời ơi, trời ơi là mình hết hồn luôn các bạn à. Xém nữa mà, hả, nằm đo đường hết ba đứa luôn rồi. Đi ra, trời ơi, mình lo mình nhìn cái cầu đẹp quá các bạn ơi. Trời ơi, nó làm hai cọng dây đúng đẹp luôn á. Trời ơi, cái dĩa để ghê vậy trời. Quá dữ. Nằm ở dưới các bạn ha, sân bay nằm ở dưới. Ê, ê, trời. Trời ơi chết tôi. Mình lo mà nhìn nó dưới. Trời ơi anh Jupiter nằm thảm chưa kìa các bạn. Em xin lỗi anh Jupiter nhiều nha. Trời ơi lỗi em, lỗi em. Lên xe, trên xe ben thôi. Trời ơi là trời thiệt luôn. Không có ý nha các bạn nha. Xuống xe. Ok. Ok, ở trong đây nè các bạn. Mở cửa cái anh trai, trời ơi. Đó, khách VIP vô là phải vậy đó các bạn. Khách VIP vô là phải mở cửa liền. Đó, trời ơi, đây đây là anh trai. Xuống xuống xe anh. Rồi, giới thiệu cho anh, người giàu mà còn vừa đẹp nữa. Ok, lần này tao tin mày đó. Kệ anh hai, bạn em á đang đứng bên chiếc bay trực thăng màu đen kìa,
Cái chiếc trực thăng này là của chị luôn đó. Đâu 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 đâu. Mà lên mà lên. Đi đi lẹ 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 lẹ. Nôn lắm rồi đó. Là em gái này đó hả? Dạ đúng rồi đó anh. Đây á anh biết là ai không? Đây á là chị Sally trong Fantasy đó. Trời ơi, cực kỳ đẹp, cực kỳ dễ thương luôn. Còn đứng kế bên chị là ba của chị. Đào 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 để ta coi mặt thử. Trời ơi dễ thương thiệt mày ơi. Gentleman em ơi. Lần này á ta không có lầm rồi. Wow. Chào em. Có phải em là bạn của Gentleman em Sally không? Dạ đúng rồi nè anh, em là Sally trong Fantasy nè anh. Có phải anh đó là người mà Gentleman hồi nãy nói với em á, là muốn giới thiệu anh cho em đúng không? Đúng rồi đó, mà lem, trời ơi, nước miếng không kịp luôn nè em ơi. Nói thiệt thì anh cũng có bạn gái, cho nên anh nhờ em của anh giới thiệu qua. Rồi gặp em là anh chết liền luôn đó. Em có đồng ý là bạn gái anh không? Dạ có chứ, em cũng đang tính tìm bạn trai nè anh. Nhưng mà gặp anh á thì trời ơi con tim sao xuyến quá. Vậy hả? Vậy thôi, mình chính thức yêu nhau từ đây nha. Em bây giờ có đi đâu không? Để anh chở em đi chơi nha. Đi ăn nè, đi uống nè. Rồi hết cái gì cũng được hết á. Dạ trời ơi, nếu được vậy á thì còn gì bằng nữa anh. Em thích vậy lắm á. Nhưng mà anh đợi em chút xíu được không? Được chứ, anh đợi em cả đời cũng được mà. Nhưng mà em đi đâu? Em làm gì vậy? Nhanh không? Dạ cũng không giấu gì anh á. Em sắp bay qua bên Nhật du học á tới 10 năm lận. Cho nên á là ngày hôm nay là ngày em đi nè. Ba em đừng đứng bên đây nè anh. Hello. Cho nên á, nếu anh chờ được em á, thì anh chờ nha. Thôi, bye bye anh. Bây giờ em đi đây. Hẹn gặp lại. Đi ba ơi. Ok con về. Em Sally. Ba mất tiêu rồi. Ê, chuyện này là sao hả Chainsman em? Mày giới thiệu vậy đó hả? Dạ em cũng đâu biết đâu. Thế nó đi bay qua Nhật mà nó không nói em chơi hết đó. Em tưởng nó qua bên chơi thôi. Ê dễ đi tới 10 năm thôi. Em hết kẹo luôn rồi anh ơi. Em xin lỗi anh Gentleman nha. Mày Thôi anh Gentleman ơi, tha cho em đi. Tha cho em đi mà hai anh, tha cho em đi. Em đâu có biết gì đâu. Em tưởng là nó không đi ai dễ đi anh. Hai anh tha cho em đi mà đừng giết em nữa. Trời ơi các bạn ơi cứu mình với. Anh cũng biết tới anh Gentleman giết mình kìa. Trời ơi kỳ này chắc ăn no đòn luôn rồi. Thôi mình lo chạy đây. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Bye bye.